Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về cái chủ đề là kinh nguyệt sau sinh cho các bà đẻ, mẹ sau sinh đẻ. Cái vấn đề là rối loạn kinh nguyệt ý, rất là phổ biến ở các mẹ sau sinh. Đôi khi đó là cái hiện tượng sinh lý rất là bình thường thôi, nhưng một số trường hợp lại cảnh báo những cái vấn đề là liên quan đến sức khỏe phụ khoa, sức khỏe tổng thể của mẹ. Vậy nên chúng ta cũng không được quá chủ quan, cần phải theo dõi những cái dấu hiệu triệu chứng trong cái kinh nguyệt mà sau sinh đấy để chúng ta nhận biết sớm, phát hiện sớm nếu mà có bệnh lý ở đây nhá. Các mẹ chúng ta không chủ quan theo dõi những thay đổi bất thường của mình, đặc biệt là trong cái kỳ hành kinh kinh nguyệt. Bởi vì là sau khi mà chúng ta mang thai này, sinh con xong, cái thời điểm rất là nhạy cảm cả về mặt thể chất, tức là thể trạng sức khỏe này, và kể về cả về cái mặt tâm lý tinh thần của mẹ đều chưa thực sự là nó rất là nhạy cảm, nó chưa thực sự ổn định. Và sau cái thời gian dài mang thai là chúng ta không có kinh nguyệt nữa, không có hành kinh nữa, nên sau sinh kinh nguyệt trở lại thì chắc chắn nó sẽ cần có thời gian để nó cơ thể hồi phục này, nội tiết tố ổn định để quay lại trạng thái bình thường sau 9 tháng 10 ngày mà chúng ta đã không có hành kinh đấy nữa. Trước hết các mẹ chúng ta cần nhận biết rõ cái biểu hiện của cái vấn đề là rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Đó là các chu kỳ kinh nó thưa thớt, tức là tháng có, tháng không, thậm chí là 2-3 tháng này, rồi 6 tháng nó mới lặp lại một lần ý. Cái ngày đầu, cái kỳ kinh nguyệt đầu tiên trở lại của cái mẹ sau sinh ở mỗi mẹ nó sẽ là khác nhau nhé. Thường thì các mẹ cho con bú hoàn toàn này, con không phụ thuộc vào cái sữa ngoài ấy, thì chúng ta sẽ có cái lần đầu này thì nó sẽ kéo dài lâu hơn, 6 tháng hay trên 6 tháng cơ. Còn những mẹ nào chúng ta không cho con bú hoàn toàn này và cho con bú sữa ngoài ấy, thì các mẹ chúng ta sẽ có sớm hơn. Nhưng mà có sớm hay là có muộn ý, sau đấy những cái chu kỳ tiếp theo đấy mà nó cứ thưa thớt, tháng có tháng không này, nhiều tháng mới có một lần này, thậm chí là có nhiều lần trên một tháng, tức là hai lần hành kinh trên một tháng, tức là chu kỳ kinh nó ngắn lại ấy. Đấy là sự rối loạn ở đây. Rồi chú ý tiếp là cái số ngày kinh nó không đồng đều giữa các chu kỳ. Số ngày hành kinh nhá, tức là tháng mà nó hết nhanh này, trung bình bình thường là từ 3 đến 7 ngày nó sẽ hết một cái hành kinh. Nhưng mà cái số ngày kinh nó không đều giữa các tháng, tức là tháng thì có 1-2 ngày này nó ra ít rồi nó hết nhanh này, rồi có tháng nó kéo dài nó ra nhiều. Thì người ta thường nói hiện tượng rong kinh ra nhiều rồi kéo dài trên 10 ngày ấy, mà liên tục trong nhiều tháng, đấy cũng là một cái biểu hiện của rối loạn này. Rồi chú ý về cái hiện tượng là cái máu của kinh nguyệt đấy nó sẽ thay đổi về tính chất này, màu sắc, là số lượng trong cái kỳ hành kinh liên tiếp với nhau. Những cái màu sắc mà nó khác lạ này, ví dụ như màu đen này, nâu thẫm này, rồi số lượng ít nhiều giữa các chu kỳ nó sẽ thay đổi bất thường ấy, là chúng ta phải để ý. Rồi những cái triệu chứng khi mà tiền kinh nguyệt này, hay là trong khi hành kinh rồi, nó có những cái thay đổi khác lạ hơn bình thường so với khi mà chúng ta chưa có em bé này, hay là sau những cái chu kỳ kinh nó khác nhau nữa. Rồi chúng ta xuất hiện cái hiện tượng là đau bụng này, đau bụng nhiều nhá, dữ dội, quằn quại này, đau lưng này, đau lưng nhiều này, hay cái vấn đề về căng tức ngực nhiều nữa. Đấy cũng là cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Nguyên nhân của những cái rối loạn như thế này là những cái thay đổi ở trong bản thân của mẹ chúng ta về cái vấn đề là nội tiết tố này, và nó chủ yếu là cái ba cái yếu tố về thuộc về sinh lý bình thường nhé. Ví dụ như là để chúng ta phục hồi lại cái trạng thái như mà trước khi mà chúng ta chưa mang thai ấy, thì chắc chắn là cần thời gian này, và chính cái quá trình hồi phục này sẽ khiến cái chu kỳ kinh nguyệt chúng ta nó từ chưa ổn định nó sẽ sang ổn định này. Những sự thay đổi ở đây ấy, một ấy là cái vấn đề về tử cung của mẹ, tử cung co hồi trở về cái trạng thái kích thước như bình thường, như ban đầu này. Thứ hai là cái sự tái thiết lập về hoạt động của các hệ nội tiết tố sinh dục nữ, là trước mang thai, rồi trong mang thai, rồi sau sinh nó sẽ có sự khác nhau và cần cái thời gian ở đây. Vấn đề thứ ba là việc các mẹ chúng ta cho con bú nữa, nó cũng ảnh hưởng đến nồng độ của các nội tiết tố này. Và ở những mẹ sau sinh mà nuôi con hoàn toàn, không hoàn toàn bằng sữa mẹ này, hay là sẽ có cái hiện tượng kinh nguyệt quay trở lại này, và diễn biến của chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ là khác nhau.
Và các mẹ chúng ta kinh nguyệt của mẹ mà nuôi con bằng sữa mẹ nó sẽ đến chậm hơn và nó có nhiều rối loạn hơn ở những cái mẹ mà không nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Tức là những mẹ mà chúng ta không cho con bú ấy, thì kinh nguyệt nó sẽ ổn định sớm hơn và nhanh hơn nữa. Và nếu những cái nguyên nhân xuất phát từ cái việc vấn đề kiểu như là sinh lý cho con bú nuôi con bằng sữa mẹ thì các mẹ chúng ta không cần phải quá lo lắng về những cái rối loạn kinh nguyệt sau sinh này. Bởi vì sau khi mà chúng ta ngừng cho con bú này thì cơ thể chúng ta sẽ thiết lập trạng thái bình thường trở lại, nên kinh nguyệt nó cũng bình thường trở lại sau mà khi chúng ta ngừng cho con bú. Cái hormone, cái sữa này nó sẽ giảm đi, nó biến mất và nội tiết tố của người phụ nữ sẽ bình thường, ổn định, kinh nguyệt nó sẽ ổn định lại. Nên rối loạn ở những mẹ mà cho con bú ấy, thì nó sẽ bình thường hơn, thuộc về sinh lý, không đáng kể. Ngoài ra, kinh nguyệt nó còn bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố thuộc về tâm lý sau sinh rất là lớn. Với cái vấn đề là chăm sóc này, chăm nuôi con nhỏ này, chúng ta gặp những cái căng thẳng, áp lực, rồi phải thức đêm chăm con, bế con này, khi con ốm này, sốt này, rồi cái vấn đề ăn uống của mẹ nữa. Nhiều mẹ chúng ta lo vấn đề giảm cân, giảm béo sau sinh nữa, thì những cái nguyên nhân này nó cũng gây ra những cái rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Mẹ chúng ta đặc biệt chú ý để chúng ta điều chỉnh, thiết lập lại sao cho nó cân bằng và nó ổn định nhất, thì kinh nguyệt của mẹ cũng sẽ bớt rối loạn và nó ổn định lại. Vậy là chị em chúng ta đã biết những cái biểu hiện, những cái nguyên nhân gây ra cái rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Rối loạn kinh nguyệt sau sinh đó là cái hiện tượng bình thường và cái tình trạng này nó sẽ có xu hướng giảm dần, biến mất trong khoảng là một vài tháng cho đến 1-2 năm ấy. Chị em chúng ta cần chủ động có cái trước hết là lối sống tích cực này, áp dụng một số những cái biện pháp để chúng ta cải thiện điều hòa kinh nguyệt tại nhà nữa. Cho con bú thì sau chúng ta cho con ngưng con bú thì cái vấn đề đấy chúng ta sẽ tinh tiếp thôi. Còn đang cho con bú mà bị rối loạn kinh nguyệt thì nó là bình thường, không sao nhé. Những ai mà chúng ta không cho con bú hoàn toàn này hay là có những cái vấn đề mà bất thường khác thì chúng ta mới đáng ngại, đáng quan tâm thôi. Nói chung tất cả đều phải chú ý cái vấn đề về lối sống rồi và thêm một số những cái biện pháp để chúng ta hỗ trợ kinh nguyệt tại nhà, kể cả là mẹ cho con bú hay là không cho con bú thì chúng ta đều nên có những cái biện pháp cải thiện hỗ trợ nhé. Ví dụ như là nữ giới chúng ta thường là bổ sung những cái sản phẩm từ đậu đỗ này, đậu nành để hỗ trợ cái điều hòa hormone nữ estrogen. Bổ sung các thực phẩm từ đậu nành, sản phẩm từ đậu đỗ này, đậu tương này, rồi sữa đậu nành này, đậu phụ này, các loại thực phẩm từ đậu này, nói chung là nó khá là tốt cho mẹ. Rồi các loại ngũ cốc nữa, ăn nhiều rau xanh này, trái cây giàu vitamin C. Chế độ ăn uống lành mạnh còn giúp các mẹ chúng ta giải tỏa những cái căng thẳng áp lực trong cuộc sống này, tăng cường sức đề kháng, đồng thời là giúp mẹ hồi phục thể trạng của mình sau sinh rất là nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ nếu gặp những cái hiện tượng như sau. Đó là vùng kín của mẹ chúng ta bị ngứa ngáy này, hay là chảy máu bất thường, ra máu bất thường trong cái chu kỳ của mình, hay là máu kinh có màu sắc khác lạ, vón cục, có mùi hôi, ngứa khó chịu thì cũng cần phải đi kiểm tra thăm khám này. Hay là việc chúng ta bị đau bụng nữa, đau bụng dưới dữ dội quằn quại kéo dài trong một vài chu kỳ là cũng cần phải thăm khám này. Và đặc biệt là các mẹ chúng ta không còn cho con bú mà trên 6 tháng rồi chưa thấy kinh nguyệt trở lại thì chúng ta cũng cần phải đi kiểm tra nhé. Các mẹ mà đã ngừng cho con bú rồi trên 2 năm chưa có kinh nguyệt trở lại lần đầu tiên, nhớ nhé, ngừng cho con bú, ngừng nuôi con bằng sữa mẹ rồi mà trên 2 năm mà chúng ta chưa có kinh nguyệt lần đầu tiên trở lại thì chúng ta cũng cần phải đi kiểm tra thăm khám để xem là cơ thể mình tại sao vẫn đã cai sữa cho con rồi tại sao vẫn chưa có kinh nguyệt trở lại, xem có liên quan đến cái bệnh lý gì không để chúng ta phát hiện sớm và điều trị thôi. Vậy thôi, nếu các mẹ chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào về cái vấn đề rối loạn kinh nguyệt sau sinh ấy thì có thể để lại phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.